kiếm đâu người đàn ông tức giận triệu hồi thần kiếm lập tức hóa thân thành vô địch thần quân là mọi người khiếp sợ ngươi là thần quân người vợ không thể tin vào mắt mình người chồng mà mình chê bai là vô dụng lại là vô địch thần quân đây là người đàn ông mà cô ta có nằm mơ cũng muốn được lấy nhưng lại không với tới được thì ra là ba hôm trước người đàn ông cùng với con gái đang vui vẻ đến dự lễ phong vương của vợ anh định rằng trong buổi lễ này sẽ công khai thân phận thần quân của mình không ngờ người vợ sắp được phong vương lại mắng anh cảm thấy anh không xứng với mình không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa không phải người một nhà thì phải được đoàn tụ sao anh đến gặp người phụ nữ của mình thì cần gì phải có người đồng ý mới được hơn nữa con cũng muốn gặp mẹ nhã nhã gọi mẹ đi con mẹ ơi con muốn ôm lúc đó nếu không phải vì có con nhãi này tôi đã sang tây vực dẹp loạn từ lâu rồi cần gì đợi đến ngày này Bây giờ tôi công thành danh toại. Được thần quân phong làm chấn Tây Vương. Còn anh không được tích sự gì. Sức thì như kiến anh, mà cũng muốn trở thành người đàn ông của tôi ư. Anh xứng sao quá đáng hơn là cô ta mắng cả con gái của mình. Con muốn chia tay chồng ngay tại đó. Tuấn Ninh còn bé là anh nuôi lớn. Nó giống anh mở miệng ra là nói dối Diệp Khuynh Thành. Đủ rồi tôi không muốn mất thời gian với anh nữa. Hôm nay anh đã đến đây rồi vừa hay Diệp Khuynh Thành. Tôi đứng trước các đại gia tộc Long Vực tuyên bố, từ nay về sau. Tôi và người này không liên quan gì đến nhau. Không còn dính liếu Diệp Huynh Thành ta từ chồng. Từ chồng ưu Diệp Khuynh Thành làm vợ chồng bao lâu nay? Em nhất quyết phải tuyệt tình như vậy sao? Thậm chí con bỏ chồng bỏ con, Tân Ninh năm năm trước không phải vì anh chúc độc tôi. Làm gì có chuyện tôi và anh làm vợ chồng? Diệp Khuynh Thành 5 năm trước. Là sự cố im đi trong buổi lễ quan trọng hôm nay. Anh mà còn trõ mồm vào đừng trách tôi vô tình. Hồng Vũ chiến tướng phí lời với hắn làm gì? Đuổi luôn ra ngoài có phải nhanh hơn không? Mẹ mẹ không cần bố và con nữa thật sao? Nhã nhã con nhài ai là mẹ mày? Mày chỉ có bố thôi đây là cháu ngoại của bà đấy ta không có đứa cháu nào như thế cả con gái tao sau này nó sẽ được phục vụ thần quân thôi được rồi tân ninh tôi có thể nề mặt nhã nhã cho anh một cơ hội đưa nhã nhã cho tôi tôi sẽ chăm sóc nó sau khi ly hôn tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc tàng tàng dựa vào cái gì dựa vào tôi là trấn tây vương mà thần quân phong tặng tôi sẽ đào tạo nhã nhã trở thành tài nữ chiến thần chứ không phải loại vô dụng như anh phải lan lộn trong tích phu thành rác rưởi dưới đáy xã hội. Tiểu thư không phải cô rất ngưỡng mộ thần quân, muốn trở thành người phụ nữ của thần quân sao? Nếu cô đem theo con nhãi này, ta có dự tính của ta. Nhã nhã con chọn đi còn theo ai? Diệp Khuynh Thành tôi không ngờ rằng. Cô lại bắt con gái chọn như vậy. Nhã nhã con là trẻ con, nó muốn sống cùng bố mẹ nó thì có gì là sai. Năm đó tôi khiến cô phải chịu thiệt. Nhưng tôi cũng hứa với cô rồi. Nhất định tôi sẽ bù đáp bằng một hôn lệ thế kỷ. Tôi đã nói rồi cô quên rồi sao? Thằng nghèo kiết xác như mày. Đòi hôn lệ thế kỷ ứ hôn lễ mày có xính lễ không? Món quà lưu ra ta tặng cũng trị giá cả tỷ rồi. Cả đời mày cũng không kiếm được đâu. Con già đừng chèm gió ở đây à. Nếu tôi nói xính lễ của tôi giá trị ngàn tỷ thì sao? Kinh nhỉ ngàn tỷ cơ anh. Đúng là hoanh hoang. Tân Linh còn dám phá đám giết không tha xính lễ tới. Xính lễ đặc biệt thư chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn long ngự hợp đồng tây giao một biệt thự đẳng cấp một con mè bắc một bức tranh đường bá hồ tự vẽ một trăm lượng vàng cái gì là thư chuyển nhượng của tập đoàn long ngự dưới trướng long hoàng đấy cái này thôi cũng nghìn tỷ rồi xính lễ thế đủ chưa sao có thể làm sao mà mày có nhiều xính lễ thế được ngươi là vò tướng lĩnh dưới trướng Long Hoàng ứ. Ừ. Long Hoàng đại nhân thì liên quan gì đến Tần Ninh? Tân xứng ta là hộ quốc chiến thần chấn thủ Tây Vực. Chiến công hiền hách uy danh lừng lẫy. Thế gian này người duy nhất có thể so sánh được với tôi. Duy chỉ có thiên hạ đệ nhất cường giả thần quân. Anh thì là cái thá gì cũng dám ở đây chỉ trỏ. Đã nghe rõ chưa hả Tần Minh? Không cho mày gặp thần quân đó là vì muốn tốt cho mày. Nhưng không ngờ mày lại được voi đòi hai bà Trưng Tham Lam. Không biết điều, thì cũng có một số người vẫn chưa nhận thức được khoảng cách của mình với thần quân. Cũng có thể là anh ta hiểu nhưng không chấp nhận được. Cho nên hôm nay mới đến đây tự chuốc lấy nhục nhã. Cấm miệng mấy người thật là to gan. Dám sỉ nhục tần tiên sinh như vậy, tấn minh có thể được tiểu thư nhà tôi sỉ nhục. Là phúc tu tám đời của anh ta. Hồng vũ nói cầm có sai mà là cô. Tại sao cứ thích chọn rác rưởi mà khuynh thành nhà tôi bỏ vậy? Thế giới này nhiều trai như vậy. Sao cô lại chọn người này chứ? Cô không sợ làm mất mặt của liễu gia các cô sao? Mấy người không được nói bố con như vậy. Đồ tạp chủng bố mày có thể hạ độc. Ăn vạ còn có cái gì là bố mày không làm ra được hả? Bà đang nói ai là tạp chủng? Ha 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 bị nói chúng tim đen tức quá à. Hồi xưa mày hạ độc huynh thành nhà tao. Mày có từng nghĩ đến có ngày hôm nay không? Tôi nói rồi đồng năm xưa không phải của tôi. Ha ha ha, anh nói lời này từ anh có tin không dám làm không dám nhận. Tần Minh Anh có còn là đàn ông không? Diệp Gia Ca người tốt nhất nên tìm hiểu rõ. Bây giờ đang nói chuyện với ai Liễu Tiểu Thư? Đây là chuyện riêng của tôi và Tần Minh. Cô đừng có xen vào vậy sao? Nhưng chuyện hôm nay tôi cứ thích lo chuyện bao đồng đấy. Con cái con sắp trở thành thần quân phu nhân rồi. Cô ta chỉ là phủ tể tướng không cần đến thần quân ra mặt. Long Hoàng Đại Nhân ra tay là đã quá đủ rồi. Một chấn tay vương nhỏ bé. Đừng nói là phủ tể tướng chúng tôi. Một câu nói của Tần Tiên Sinh. Đã có thể phế ngai vương của cô. Tần Minh hả, tôi đúng là không có nhìn nhầm anh vẫn ăn an hại như xưa. Tự mình không dám đứng ra chỉ biết để con gái ra tay. Là chồng cũ của tôi, anh đúng thật là làm mất mặt của Diệp Khuynh Thành này. Diệp Khuynh Thành, bây giờ cô quỳ xuống nhận sắc phong của tôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô Tần Minh anh là cái thà gì. Ngai vương của tôi là tôi đã đổi bằng mạng sống của mình. Còn anh chưa lập chút công nào, chỉ biết dựa vào con gái chó mượn ai hùng. Dựa vào anh thì có tư cách gì phủ nhận ngay vương của tôi? Diệp Khuynh Thành tôi nể tình cô là mẹ của Nhã Nhã tôi cho cô cơ hội không ngờ cô lại như vậy ái mộ hư vinh từ khi nào cô lại trở nên ham công danh như vậy anh cầm miệng nhìn thấy chưa cơ quân cổ tây vượt quân do thần quân ban tặng chảm long kiếm ngự tiền vương ấn nhưng thứ này có món nào là anh có thể với tới và những thứ này đều là tôi đổi bằng công lao chồng của diệp khuynh thành này phải như thần quân là một đấng nam nhi cái thế chứ không phải như anh ăn hại vô dụng thế nhã nhã thì sao tôi không có chồng như anh càng không có một đứa con gái thích nói dối như vậy. Diệp Khuynh thành cô vì những thứ hư danh này. Không tiếc bỏ chồng bỏ con. Đây chính là công tích mà cô giành lấy đúng không đúng không? Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay. Bỏ mai vương trấn Tây Vương của Diệp Khuynh Thành. Nghi lễ phong vương hủy bỏ. Anh bị điên rồi sao? Sao anh giảm phá hủy vương ấn mà Long Hoàng Đại Nhân mang đến? Dù thần quân không giết anh thì Long Hoàng đại nhân cũng sẽ phanh thây anh. Long Hoàng tôi cho ông ta mời cái gan. Ông ta ở trước mặt tôi cũng phải quỳ xuống thần phục cái tên ngào đá này. Mày định phá hủy Diệp gia chúng tôi sao? Ở trong mắt cô nó quan trọng đến vậy sao? Thậm chí khiến cô không tiếc cốt nhục tình thân hả? Anh không thể hiểu được đâu tôi vì ngày hôm nay. Đã bỏ ra bao nhiêu? Cô định giết tôi. Anh phá hỏng lễ phong vương hủy hoại vương ấn tội đáng muôn chết tôi sẽ cắt đứt kinh mạch tứ chi của anh đầy ra biên cương đây là đường sống duy nhất của anh nếu không khi lăng hoàng đại nhân đến anh chỉ có con đường chết thậm chí liên lụy tôi và diệp ra hóa ra cái câu lo lắng là chuyện này khá lắm vậy thì tôi muốn chính mắt xem thử sau khi long hoàng đến đây có thể làm gì được tôi chuyện đến nước này mà anh còn không biết hổ lỗi vậy thì đừng trách tôi vô tình tần minh long hoàng giả lâm để tôi xem ai dám động vào tần tiên sinh bài kiến long hoàng long hoàng đại nhân chính là con rể cũ của diệp gia này nó dám hủy hoại long ấn làm mạ lễ phong vương thật là tội đáng muôn chết con cái tô diệp khinh thành đang xử lý việc này long hoàng đại nhân chính là anh ta loại người như thế này thì nên nam mã phanh thây nếu không mọi người không thể nguôi giận diệp gia các người không xứng sở hữu vương ấm long hoàng đại nhân ừ. diệp gia chúng tôi đối với lễ phong vương hôm nay rất là coi trọng đầu dám thờ ở với người và thần quân tôi chỉ là một long hoàng nhỏ bé cũng đáng để diệt ra các ngươi để tâm sao vừa nãy cô đã thừa nhận là thần quân phu nhân rồi một long hoàng nhỏ bé như tôi bị thờ ơ cũng là chuyện rất bình thường long hoàng đại nhân người mà vừa nãy khuyên thành nói là tên an hại kia sao người có thể dông với nó chứ đúng không khuyên thành long hoàng đại nhân tôi chỉ là một tiểu tướng dưới chướng người thôi tao dám không tôn trọng người chứ Tôn trọng tôi hả tôi cũng khá tò mò đấy. Từ khi nào, nghi lễ phong vương không cho phép dân thường tham dự vậy? Từ khi nào nghi lễ phong vương có thể sỉ nhục con cái? Người khác, vẫn chưa phong vương diệp ra các người đã như thế này. Nếu như phong vương cho các người vậy, cô có phải sẽ đè đầu cưới của ông trời? Thuộc hạ không dám không dám gì, còn có chuyện gì là cô Diệp Khuynh Thành? Không dám ngang ngược như vậy, theo tôi thì nghi lễ phong vương này khỏi làm luôn. Ông dám thế nào cô dám ra tay với tôi sao? Đừng nói cô không trong thời kỳ đỉnh phong. Dù cô đang trong giai đoạn mạnh nhất, cũng không xứng làm đối thủ của tôi. Muốn đe dọa tôi, cô vẫn không đủ tư cách Long Hoàng. Tôi nể ông là cường giả một phương, nhưng tôi cũng sẽ không ngồi chờ chết người. Không sợ sau khi tôi trở thành thần quân, phu nhân tính sổ với ông sao. Vậy thì đợi cô trở thành thần quân phu nhân rồi gáy tiếp đi. Trước mắt cô vẫn không đủ trình. Long Hoàng đùa tí làm gì căng khuynh thành. Chỉ là đùa với người thôi là khuynh thành đã sai. Mong Long Hoàng đại nhân thử lỗi. Quỳ xuống xin lỗi họ. Long Hoàng tôi là chiến thần Long Vực, ông Hà Tất lại sỉ nhục tôi như vậy. Cô tưởng tôi đang sỉ nhục cô sao chẳng nhẽ không phải. Diệp Khuynh Thành này chinh chiến xa trường nhiều năm, bảo vệ vô số dân chúng Tây Vực, nhưng bây giờ tôi chỉ phạm có một lỗi nhỏ, ông đã bắt tôi xin lỗi một người như vậy. Không phải sỉ nhục tôi thì là gì quỳ xuống xin lỗi họ. Nhận được sự tha thứ của họ, đây là cơ hội cuối cùng giúp cô được sắc phong. Là Trấn à. Tây Vương. Khoan đã Long Hoàng ông thật sự định ép ta đến mức này sao? Không tiếc gây thù chuốc oán với tôi sao? Được. Xin lỗi cô tổn thương tôi sỉ nhục tôi đều không sao. Nhưng cô không nên sỉ nhục nhã. Nhã 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 là con gái ruột của cô. Cô có tư cách gì cùng mẹ cô sỉ nhục nó? Diệp Khuynh Thành. Cô có tài không có đức. Không xứng làm chấn Tây Vương Tần Minh. Rốt cuộc anh muốn gì tôi muốn gì hả? Nếu bây giờ vẫn không nghĩ ra được thì nghĩ ra rồi. Tính tiếp Long Hoàng lễ phong vương này hủy bỏ. Tôi đã quyết định Tần Minh. Anh tưởng anh có thể làm chủ thế cục hôm nay sao? Tôi nói cho anh biết. Không thể nào chấn Tây Vương này tôi làm chắc rồi. Ai cũng không cản được vậy sao thế cô xem đây là gì? Thần quân có lệnh Diệp Khuynh Thành, có tài không có đức không xứng phong vương kể từ bây giờ. Hủy bỏ lễ phong vương, tôi không phục tôi muốn gặp thần quân cố chấp trừ đúng vậy. Nếu tôi nói cô đã gặp thần quân rồi chúng ta đi thôi. Tôi gặp thần quân hồi nào vậy? Bị lợi ích che mắt có mắt như mù tự mình suy nghĩ lại đi. Từ giây phút này lễ sắc phong bị hủy bỏ thuộc hạ long hoàng bài kiến thần quân bài kiến thần quân đứng lên đi đa tạ thần quân đa tạ thần quân thân quân người đã nhiều năm không về long vực thuộc hạ sợ người không có chỗ ở nên đã cất công chuẩn bị cho người căn hộ xị nhất của văn đình thiên cung để làm chỗ dừng chân của người và thiếu chủ thế kẻ này đây là thẻ đen trí tôn không có giới hạn của ngân hàng long vực để người và thiếu chủ chi tiêu ở long vực sau này đúng rồi phân thân của người đã thu xếp ở bắc vực trần thủ thần vương điện có tâm rồi có thể làm việc cho thần quân là vinh dự của thuộc hạ Dựa vào đâu? Dựa vào đâu Diệp Khuynh Thành này tung hoành xa trường? Bao nhiêu năm nay mình vì Long vực liều sống, liều chết bao nhiêu năm, dựa vào đâu một câu nói của anh ta đã có thể hủy lễ phong vương của mình? Dựa vào đâu tiểu thư cô cầm miệng Khuynh Thành ơi? Lễ cưới của con và thần quân sắp đến, mẹ nghĩ chuyện này chắc chắn là có hiểm lầm gì, nếu không chúng ta đi tìm thần quân. Xem rốt cuộc chuyện này là sao? Con cũng phải hỏi cho rõ, Lang Hoàng dựa vào đâu thu hồi lệnh sắc phong của con? Chủ Liễu, lâu quá không gặp, Tiểu Mỹ Nhi của hồi xưa, bây giờ cũng trở thành thiên hạ đệ nhất thần quân rồi. Một lão già như chú, sao có thể để cháu hành lễ được? Mong mời người táo nghe thi hàm nói. Chú đã điều tra ra manh mối năm xưa cháu bị hạ độc. Năm xưa tần gia bị diệt cháu lưu lạc khắp nơi, rồi bị người khác hạ độc. Thực ra những năm nay chú vẫn âm thầm điều tra, rốt cuộc là ai đã hạ độc cháu. Cho đến vài hôm trước, bên Tây vực xài sát thủ ám sát Diệp Khuynh Thành. Chú mới từ chuyện này điều tra ra manh mối, cũng có nghĩa là chuyện này còn có cả Tây vực nhúng tay vào. Chuyện nước ngoài chú không tra được nhiều, nhưng mà gần đây, có một gia tộc cùng Tây vực tiếp xúc mật thiết, ai mi nhi chúng có thể nói cho cháu. Manh mối mà chú điều tra được đang hướng về nhà ai, nhưng cháu phải hứa với chú, cháu nhất định không được manh động. Vì bây giờ cháu không phải một người. Chú yên tâm không chắc chắn, có thể một đòn chí mạng thì cháu sẽ không ra tay. Tốt. Là hắn sao đúng vậy, nhưng mà bây giờ ông vẫn không điều tra ra. Tại sao hắn lại làm như vậy? Được cháu hiểu rồi, Thần quân Diệp Khuynh Thành đến rồi không gặp. Thần quân tôi biết người ở trong. Trong lòng Khuynh Thành có rất nhiều thắc mắc, mong Thần quân ra đây gặp mặt, không dành Thần quân chuyện hủy bỏ lễ Phong Vương. Tuy trong lòng Khuynh Thành có hận nhưng có thể chấp nhận. Chỉ là không hiểu tại sao trong lễ Phong Vương của tôi, Thần quân lại không chịu lộ diện gặp mặt tôi, Nhã Nhã không muốn gặp mẹ, mẹ là người xấu đây là Tần Nhã Nhã. Bố thua rồi Tần Minh. Sao anh lại ở đây? Như cô đã thấy tôi và nhã nhã sống ở đây. Tôi gan đây là nơi ở của thần quân loại ăn hại như... Anh sao dám diệt tiểu thư ăn nói cẩn thận. Thanh Loan tiểu thư... Tôi biết cô là thân vệ của thần quân. Chắc chắn biết thần quân đang ở đâu. Còn mong Thanh Loan tiểu thư chỉ một con đường cho tôi. Bố chính là thần quân hơ tần minh ơi là tần minh. Anh vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng của con gái mình. Không thể thoát ra được sao. Anh, ngay cả một phần triệu của thần quân cũng không bằng được. Diệp tiểu thư mong cô tự trọng cô đưa nhã nhã ra ngoài đi nói với cô cũng chả sao nơi này đúng là nơi ở của thần quân nhưng tôi và nhã nhã bây giờ tạm thời ở đây nếu như không còn chuyện gì mong cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa được được lắm nhưng anh phải nói cho tôi biết thần quân đang ở đâu nói với cô cũng không sao xa tận chân trời gần ngay trước mắt anh lại trêu đùa tôi tiểu thư giết anh ta đi tin hay không tùy cô tôi hiểu rồi tần minh anh đúng là khá lắm vì muốn trả thù tôi năm xưa bỏ rơi anh, lại nghĩ ra chiều trò nham hiểm như vậy hả? Anh mượn danh nghĩa của Tần Nhã Nhã, nhận được sự tin tưởng của thần quân tiết đó dọn vào đây. Sau đó đến tiệc mừng công và lễ phong vương của tôi cố tình, bôi nhọ tôi để thần quân ghét bỏ tôi. Đây chính là thủ đoạn anh trả thù tôi xa tôi hơn Tần Minh. Anh mơ đi Diệp Khuynh Thành này, cả đời này cũng sẽ không cúi đầu. Trước loại tiểu nhân nham hiểm như anh, Hồng Vũ chúng ta đi. Anh biết tin của thần quân không tất nhiên. Nhưng mà tôi có thể đem tin này bán cho Diệp Tiểu Thư. Nhưng Diệp Tiểu Thư có thể lấy ra cái gì? Để giao dịch với tôi. Anh muốn gì? Sau khi cô phong vương trong khu vực cô cai quản, tất cả tài nguyên khoáng sản đều phải giao cho tôi. Anh định làm gì? Chuyện này thì không liên quan đến Diệp Tiểu Thư rồi. Cô chỉ cần biết. Chỉ cần tôi đưa tin này cho cô, cô chắc chắn có thể phong vương trước kèo trước kèo. Nói đi anh biết cái gì? thần quân có thể cai quản thiên hạ chính là dựa vào những cái bóng ở khắp nơi trên thế giới để thực hiện thân phận của người ở trung châu tên là tần minh này có khi còn cao hơn cả diệp tiểu thư đã tưởng tượng nếu tin đã đưa cô diệp tiểu thư tôi nghĩ chắc tôi không cần dạy cô phải làm gì tiếc rồi chứ không biết diệp đại chiến thần lúc này mời tôi đi ăn là muốn gì Tần minh tôi thừa nhận trước đó đã có chút quà đáng với anh cho nên hôm nay cất công đến xin lỗi anh những người hôm nay tôi gọi đều là bạn của chúng ta. Hồi trước cũng coi như là tụ tập nhỏ. Bố con đói rồi còn muốn ăn đồ ăn ngon. Cái hôm nay gọi. Đều là cái nhã nhã thích ăn. Cô làm gì? Từng chân nhã nhã làm sao biết được nó thích ăn gì? Mời. Lưu Bình Xuyên Anh có ý gì? Loại người như anh không xứng ăn cơm với chúng tôi. Mấy người đang làm gì? Diệp đại tiểu thư người đến rồi sao tôi không có ý gì khác? Vừa nay tôi chỉ là ngứa mắt. Anh ta chỉ là tên bán giày. Không xứng ăn cơm cùng chúng ta thế nào? Tôi bán giày thì đã sao tôi bán giày vẫn giàu. Tôi đố đổ vách. Anh hỏi tất cả mọi người ở đây. Anh dựa vào đâu nói tôi không xứng. Tân Minh tôi không có ý gì khác đừng để bụng. Anh đợi đã giàu. Nất đố đổ vách cũng chia cấp độ. Anh cũng không đái một vúng tự so lại mình. Mặc một chiếc áo gió rẻ thì tưởng mình là người à. Anh tưởng bây giờ anh không có cái gì hết. Vẫn có thể như năm năm trước vậy. Tiếp tục chơi với chúng tôi sao? Đúng là tưởng anh mắng ai vậy tôi nói cho anh biết. Tôi ly hôn thì đã sao? Ly hôn tôi vẫn có thể dựa vào vợ cũ tiếp tế. Ăn bám thì đã sao? Ăn bám tôi làm chó cũng cam lòng. Tân Minh tôi nói có đúng không các người cầm miệng lại. Tôi không phải ý đó. Tôi biết thực ra tôi biết Diệp Đại Tiểu Thư là có ý gì. Không cần phải cá khịa như thế này. Tôi nói rồi đây không phải ý của tôi. Vậy xin hỏi Diệp Đại Tiểu Thư ý của cô là gì? Tân Minh anh ngông cuồng phết nhỉ cho anh ăn cơm ở đây. Đã là nể mặt anh lắm rồi. Nếu còn hống hách có tin tôi đánh anh không? Hôm nay Diệp Khuynh Thành gọi chúng tôi đến đây. Chính là để sỉ nhục anh đó, cái loại khốn nạn mặt dày như anh, để anh biết, không có Diệp Khuynh Thành thì anh chính là đồ phế vật. Này anh nói gì đi, mọi khi thích cái bẩn lắm cơ mà vênh hết phần thiên hạ, cơ mà đưa con tạp trùng tần nhã nhã này. Dám làm loạn lễ phong vương hôm nay, nếu không phải Khuynh Thành ở đây, thì loại người như anh, một buổi tối tôi có thể dẫm chết tám thằng. Đủ rồi tần minh tôi không hề có ý định sỉ nhục anh. Tôi biết nhưng bây giờ nhã nhã đó rồi tôi đưa nó về nhà trước xin phép tôi đã giải thích với anh rồi đây không phải ý của tôi anh còn muốn sao hả tôi cũng đã giải thích với cô rồi nhã nhã đó rồi muốn về nhà mẹ xấu xa được cứ coi như là tôi sỉ nhục anh nhưng anh không thể rộng lượng tí sao có cần phải như vậy không anh là một người đàn ông sao ngay cả những lời này cũng so đo tính toán như vậy vậy ý của cô là tôi còn phải vỗ tay khen hay tôi không phải ý đó ít ra thì anh không nên bỏ đi luôn như thế là một hành xấu rất vô lễ. Hơn nữa không có lửa thì sao có khói. Nếu anh không có nhiều khuyết điểm như vậy, thì họ sao lại sỉ nhục anh được? Chẳng nhẽ anh không có vấn đề gì sao? Cô vừa nói gì câu tôi không nghe rõ. Phiền cô nhắc lại một lần tôi nói. Không có lửa thì sao có khói? Sao anh dám đánh tôi đó đều tại cô đốt lửa trước? Tôi không quan tâm cô định làm gì nhưng cô nhớ cho kỹ đây cô sỉ nhục tôi thế nào cũng không sao nhưng nếu như cô và người của cô còn dám sỉ nhục nhã nhã thì tôi sẽ khiến cô và diệp ra hối hận cả đời cô có tin không cô có tin không không được nóng lòng tần minh là mấu chốt để mình gặp thần quân tuyệt đối không được manh động nói đi có chuyện gì tôi muốn gặp thần quân tôi chính là thần quân bây giờ cô cũng đã gặp rồi nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây tôi biết anh là cái bóng của thần quân nhưng người tôi cần gặp là người thật của thần quân sao cô lại biết chuyện cái bóng xen ra cái lý hồng vĩ là thật Sao tôi lại biết không liên quan đến anh, trước đó là tôi đã mạo phạm tôi xin lỗi anh, nhưng mà tôi nhất định phải gặp thần quân. Không gặp bảo tử. Anh tưởng làm như vậy tôi sẽ không có cách nào sao? Hôn lễ của tôi và thần quân vẫn chưa hủy bỏ. Sớm muộn gì tôi cũng có thể gặp thần quân, vậy cô Hà tất đến tìm tôi, cô cứ đợi để được kết hôn với thần quân đi. Tiểu thư bây giờ Tần Minh rất là căm ghét chúng ta, muốn thông qua anh ta đi gặp thần quân, em rằng vô cùng khó khăn. Bỏ đi ngày kia chính là hôn lễ của tôi và thần quân đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội gặp được thần quân tần đại soái ca nhã nhã tiểu mỹ nữ chị thi hàm sao chị ở đây vì bố của chị rất là thích nhã nhã tiểu mỹ nữ muốn đưa em về làm con gái không biết nhã nhã tiểu mỹ nữ có chịu không chịu chứ nhã nhã thích chị thi hàm nhất chị có thể đưa em đi chơi không được thì được nhưng mà phải hỏi bố em đã xem có đồng ý không chú liệu bố hả bố kêu em theo đuổi anh dù sao thì bây giờ anh cũng ly hôn với diệp khuynh thành rồi thu kiểu gà trống nuôi con còn em vừa trẻ đẹp vừa thông minh hay là anh xem em thế nào bố ơi hay là để chị thi hàm làm mẹ con đi ha ha liễu tiểu thư nhã nhã còn bé không hiểu chuyện em đừng có để tâm nói đùa thôi cũng có thể không đùa mà em có ngại gì đâu được rồi được rồi bố em biết anh không đi xe hai bố con đi bộ về nhà tốn nhiều thời gian lắm nên xe đi em đưa hai người về thần quân điều tra ra rồi sau khi lễ phong vương, người từng qua lại với Diệp Huynh Thành là một người trẻ tuổi tên là Lý Hồng Vĩ. Chúng tôi đã điều tra lai lịch của hắn, Lý Gia là thế lực ngầm lớn nhất Long Vực, lai lịch hơn người. Hơn nữa có liên lạc với tất cả thế gia trong triều đình. Thậm chí chúng tôi còn điều tra được. cha ra gì? Chúng tôi còn điều tra ra Lý Gia có một nhà tù nước, rất có thể bên trong giam cầm người của Tần gia. Cô nói gì cơ? Khá cho một Lý Gia, khá cho một Lý Hồng Vĩ. Thanh Loan, xác và di vật của mẹ tôi vẫn chưa tìm thấy đúng không? Thần quân tha tội thuộc hạ làm việc. Ý của người là mẹ của người có thể vẫn còn sống. Thanh Loan thông báo cho Long Hoàng, lập tức điều tra nhà tù nước của Lý Gia tìm vị trí cụ thể, dám động vào người của Tần Gia, thì phải chịu được sự phẫn nộ của tôi. Ngày mai là hôn lễ của người và Diệp Tiểu Thư người. Hôn lễ Hà Diệp Khuynh Thành. Đi đến bước đường này cũng đều là cô tự chuốc lấy. Ngày mai sẽ cho cô biết người cô bỏ rồi rốt cuộc là ai thanh loan thông báo đi ngày mai mọi thứ như thường anh nghĩ tới chỗ lê cưới thì sẽ cho cô gái cơ hội cuối cùng nào ngờ lại bị mẹ vợ trước mắng chửi nhưng công tử nhà giàu ở đó còn nói người đàn ông không xứng ở đây không ngờ anh chính là thần quân thật sự anh bèn quyết định không giả vờ nữa mà ngửa bài gọi một cú điện thoại cho mọi người sáng mắt cho chịu đông mai một bài học quá quát lắm rồi phản rồi tần minh cậu tưởng tôi không dám ra tay với cậu à cậu dám cho tôi một bài học hả hôm nay bà đây sẽ cho cậu một bài học người đâu lên cho tôi Thuộc hạ tới muộn mong thần quân thứ tội cái gì? Sao mà thế được? Sao cái thằng này lại là thần quân chứ không thể thế được? Thần quân ơi phong cái thế còn nó chỉ là một thằng bị vợ bỏ. Sao lại là thần quân trong truyền thuyết được? Nếu anh ta là thần quân thế, thì khi nãy chúng ta đã nhạo báng thần quân rồi. Trời ơi tôi đã làm gì thế này? Xin thần quân thứ tội lúc nãy chúng tôi không có ý mạo phạm. Đúng thế toàn là ý của triệu đông mai đấy chúng tôi chỉ hùa theo mà thôi không có ý mạo phạm thần quân đâu ạ à. mấy người sợ nó cái gì còn thần quân nữa à tần minh cậu tưởng mọi người không biết cậu chỉ là một cái bóng à bác gái bác nói vậy là sao để bảo vệ long thành tốt hơn mà thần quân đại nhân đã sắp xếp cái bóng phân thân của ngài ở khắp nước tần minh chỉ là một cái bóng trong số đó thôi có nghĩa là tần minh không phải là thần quân mà chỉ là một thế thân đúng thế. Vậy mà cậu cũng dám ra ai trước mặt tôi? Cậu tưởng bọn tôi là đồ ngu à? Tôi còn tưởng cậu là nhân vật nào chứ? Tất cả buổi hóa ra là một thế thân à? Thân phận thấp hèn như cậu. Mà cũng dám phách lối trước mặt tôi. Ai cho cậu lá gan vậy khốn kiếp xích nữa đã bị tên này lừa. Bây giờ hãy quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu ra ngay, nếu không tối nay. Nhất định sẽ cho mày có đi không có về, muốn tôi có đi không có về à Thanh Loan. Giải quyết xong chưa vâng đã đưa tới bệnh viện hết rồi ạ. À. Đi thôi. Anh ta tới rồi. Sao anh ta lại tới đây? Tuần Minh sao anh lại tới đây? Hôm nay có rất nhiều người hỏi tôi câu này. Cô không hỏi câu gì mới hơn được à anh? Tiểu thư. Anh lâu sao thế? Mẹ khuyên Thành à con phải trả thù cho mẹ đấy cái thằng khốn tận minh đó nó bị con bò xong liền ôm hận trong lòng đánh mẹ với bọn lưu khôn một trận bây giờ mọi người đều đang ở trong bệnh viện đấy thậm chí lưu khôn còn bị đánh gãy hai chân mẹ nói sao cơ tân minh anh quá quát lắm rồi vậy sao cô không hỏi tôi tại sao lại đánh họ dù họ đã làm cái gì, anh cũng không thể đánh họ chứ. Khoan nói cậu Lưu còn là người thừa kế của nhà họ, Lưu dù là chủ mẫu thì cũng từng là mẹ vợ của anh ta. Minh, anh hãy tới bệnh viện quỳ xuống cầu xin mẹ tôi ngay lập tức, nếu không hôm nay tôi sẽ đích thân giải anh tới trước mặt mẹ sám hối. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin bà ấy à? Diệp Khuynh Thành, dựa vào đâu mà cô cho rằng cô có năng lực này? Dựa vào đâu anh vì tiểu thư tôi là chiến thần hộ quốc 6? Tiểu thư tôi là vợ của thần quân 6, tiểu thư tôi sẽ được phong là Trấn Tây Vương dám làm mẹ của tiểu thư bị thương nhà họ Hà ở trung châu sẽ là người đầu tiên không chấp nhận hôm nay nếu cậu không cho diệp tiểu thư một lời giải thích thì nhà họ hàng sẽ truy sát cậu đến chết nhà họ lý cũng vậy một thằng phế vật mà cũng dám bất kính với vương mẫu đây chính là tội chết hiện giờ diệp tiểu thư khoan hồng độ lượng chỉ bắt cậu quỳ xuống cầu xin nếu cậu từ chối không chấp hành thì nhà họ lý sẽ phải ra vô số cao thủ truy sát cậu tới chết nhà họ la cũng vậy nhà họ tôn cũng vậy cả nhà họ viên nữa diệp khuynh thành đây à lực lượng của cô à nếu chỉ dựa vào lũ cận bã này thì không có tư cách uy hiếp tôi đâu lũ cận bà anh anh có biết những người tới đây hôm nay toàn là quý tộc trung châu hôm nay nếu anh quỳ xuống cầu xin thì có lẽ tôi sẽ cho anh một con đường sống đường sống ở cả đời tần minh tôi làm việc dựa vào chính mình đường sống ấy hà tôi chẳng cần người khác cho tôi đường sống nực cười dựa vào mày à mày chỉ là một thằng phế vật có gì để mà dựa vào tưởng mình nhận được cộng lông thì làm mũi tên được à có những người sống như con kiến mà lại có chí hướng của thiên nga nhưng không biết con kiến chỉ là con kiến so với những quý tộc ở đây mày chỉ là một phế vật cả tư cách sách dày cho tao cũng không có tao khuyên mày biến đi sớm nếu Long hoàng tới đây thấy mày mượn cái danh của thần quân à lên mặt hống hách ở đây thì long hoàng sẽ làm gì đây chị em hủy bỏ thân phận cái bóng của hắn là còn nhẹ đấy long hoàng là chủ nhân long thành do thần quân bồi dưỡng cơ mà thế này nhé tôi cho mấy người 5 phút để gọi long hoàng tới Tôi muốn xem xem. Sau khi Long Hoàng tới thì sẽ nghiền tôi thành trâu. Hay là thế nào láo sự tần minh? Bọn tôi đã trở lại chút mặt mũi cho anh rồi. Mà anh lại không biết điều như thế. Chẳng lẽ anh tưởng nhà họ Diệp dễ ức hiếp à? tân minh tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy cút ra khỏi sảnh tiệc ngay. Nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt. Tôi hiểu rồi. Chắc là mấy người không có cách liên lạc với Long Hoàng. Thế này vậy để tôi gọi giúp mấy người. Anh Lô Long Hoàng tôi cho ông 5 phút. Tới chỗ lễ cưới của Diệp Khuynh Thành ngay cho tôi. 5 phút sau nếu ông không tới thì tự gánh lấy hậu quả. Anh điên rồi à Long Hoàng là chủ nhân Long Ngự. Dưới một người trên vạn người đấy. Anh đại nghịch bất đạo như vậy. Chẳng lẽ anh muốn đối đầu với cả Long Thành hay sao? Mạo phạm Long Hoàng là trọng tội. Tân Minh tôi khuyên anh xin lỗi với Long Hoàng ngay lập tức thì có lẽ vẫn còn một tia sống sót nếu không đợi long hoàng đại nhân tới thì anh sẽ chết không có chỗ chôn phận con kiến mà giả mau từng đấu với trời Hoàng đường ngực cười đầu với trời hả trong mắt các người long hoàng là trời rồi đúng không vô sỉ anh có biết anh nói vậy là đại nghịch bất đạo cỡ nào không long hoàng do thần quân đích thân dạy dỗ anh mỉa mai long hoàng thế này chẳng lẽ muốn ngỗ ngược với thần quân sao thanh loan cô là thân vệ của thần quân tân minh chỉ là một thế thân của thần quân anh ta nói năng ngông cuồng như vậy, mà cô chẳng có một chút phản ứng gì. Cô để thần quân ở đâu rồi hả? Ngu xuẩn theo tôi thấy. Hai kẻ loạn thần tặc tử này đã ngầm cấu kết từ lâu rồi. Chi bằng cứ bắt lấy chúng đưa tới phủ của Long Hoàng. Để chúng biết ai mới là chủ nhân của thế giới này. Bất kể ác nhà họ Hàn không từ chối đâu. Diệp tiểu thư Hàn triệt tôi xin được chiến đấu. Nhà họ Lý cũng xin chiến thấy chưa Hà Tần Minh. Anh làm tất cả nổi giận rồi đấy. Nếu anh không muốn chết ngay chỗ này, thì tôi khuyên anh xin lỗi Long Hoàng. Nếu không sao đến nay, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thế anh thế tại sao trong mắt tôi? Đám người ở đây toàn là kiềm thế. Lão sư tuy anh có y thuật vượt trội, nhưng không hề có võ lực, dù thanh loan đại nhân có thực lực thông thiên. Nhưng giờ thế tấn công của chúng tôi, anh thấy cô ta có thể chống cự bao lâu? Chúng ta không cần phải nhiều lời với hạng người này. Trong vòng 3 chiêu Hồng Vũ sẽ bắt được tên xấu xa này. Một thân vệ nho nhỏ mà cũng mơ bắt được tần tiên sinh. Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Cô cô đừng có xem thường người khác thì tôi là thân vệ. Nhưng có thực lực của bán bộ chiến thần, nếu không có cô ở đây thì tôi bắt tần minh dễ như trở bàn tay khoác lác không biết ngực cô. Đủ rồi Hồng Vũ. Tần Minh tôi không có rảnh đôi co với anh ở đây. Anh đã bảo Long Hoàng sẽ tới trong 5 phút cơ mà. 5 phút đã qua. Long Hoàng đâu thẳng này mà cũng muốn chỉ huy Long Hoàng à. Nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ là một cái bóng, nói chẳng ra thì chỉ là một hồn ma thể thân thôi. Nếu không thì với thân phận cái bóng này, một thằng phế vật như mày cũng chẳng có tư cách nói chuyện với tao. Tôi nói với anh lần cuối hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không tội sẽ đích thân đổi anh ra khỏi đây. Thế anh vậy thì cô cứ ra tay thử xem. Đồ ngu muội mù rốt nát đa thế thì đừng trách tôi không nể tình. Dừng tay hết cho tôi. Diệp khinh Thành cô to gan thật đấy. Dám ra tay với Tần Tiên Sinh, cô không một sống nữa anh Long Hoàng Đại Nhân. Tên Tần Minh này xuất hiện trong buổi lễ. Ta đây quấy rối hôn lễ giữa tôi với thần quân, khiến mọi người chán ghét. Kẻ xấu xa như vậy, sao tôi lại phải giữ hắn ở lại đây đùng đấy Long Hoàng Đại Nhân hắn chỉ là một cái bóng trong vô vàn thủ hạ của thần quân mà thôi sao ngoài lại bảo vệ hắn vậy còn vì tên phế vận này mà làm tiểu thư tôi bị thương thằng nhóc này mượn thân phận cái bóng của thần quân độc ác làm người nhà diệt tiểu thư bị thương nặng long hoàng đại nhân kẻ to gan coi thường phết tắc như vậy dù là cái bóng của thần quân thì cũng phải đổi ra khỏi đây để diệt trừ hậu họa huống chi tên phế vận này còn dám mỉa mai trừ vị anh hùng trung châu muốn làm cho chúng tôi khuất phục trước hắn người vô lễ vô đạo đức như vậy dù đã thành cái bóng của thần quân, thì cũng là mong ấy uy danh của thần quân mà thôi đủ rồi. Diệp Khuynh Thành cô tưởng tôi không biết. Nhà họ Diệp cư xử với tần tiên sinh ra sao à? Cô đừng quên mạng của cô là nhờ tần tiên sinh trao cho. Hôm nay cô muốn vong ân bội nghĩa đúng không? Long Hoàng tôi im miệng còn lũ làm ra vẻ các người. Ông đây phong vương phong hầu cho các người. Không phải để các người dựa vào thân phận này mà nội giáo cho giặc ở đây. Còn chưa vị anh hùng trung châu, sao hả các người muốn tạo phản à? Tân tiên sinh tới đây là vinh dự của các người. Nếu còn để tôi nghe thấy lời lẽ không lọt tai gì, thì đừng trách Long hoàng tôi không nể tình các người. Tân tiên sinh, mời bên này ạ. tiểu thư phải để cái tên này ở lại sành tiệc cưới thật à nếu không thì còn cách nào khác à nhưng mà việc nhỏ không nhịn thì sẽ hỏng việc lớn lễ cưới mới quan trọng lát nữa tùy cơ hành sự nếu tần minh giảm bất kính với vị hôn phu của tôi thì tôi sẽ liều chết giết hắn rõ rồi à tôi phải cho cả thiên hạ biết diệp khuynh thành không phải là người dễ ức hiếp thưa các khách mời lễ cưới sắp sửa bắt đầu sau đây chúng ta vỗ tay mời cô dâu hôm nay Tiểu thư Diệp Khuynh Thành lên sân khấu. Lần này lễ cưới của chúng ta hơi đặc biệt, vì chú rể là người mạnh nhất thiên hạ. Thần quân, sau đây chúng ta hãy cho chàng pháo tay nhiệt liệt nhất, để mời thần quân lên sân khấu. Rốt cuộc tiểu thư đã đạt được tâm nguyện của mình rồi. Đó là vì cô có mắt mà không thấy chân long. Cô không lấy thì tôi lấy. Nhã nhã đợi ba một lát nhảy ra. Không không Tần Minh. Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả khi nãy cô không nghe rõ anh? Là tôi lên sân khấu. Người ta mời thần quân không phải là cái bóng như anh. Tần Minh đừng quên thân phận của anh. Anh vượt quyền như vậy là đang tìm đường chết. Tôi thấy tên Tần Minh này đúng là vô liêm sỉ. Phế vật như thằng này mà cũng giả mau tường lấy diệp tiểu thư. Đúng là nực cười mà. Phải đấy được làm cái bóng của thần quân. Là cái phúc mà người bình thường cầu còn không được thế mà cái tên vô lại này lại muốn chiếm cả người phụ nữ của thần quân tôi khinh tôi có một nghi vấn sao lúc này mà thần quân vẫn chưa xuất hiện theo lẽ thường thì lúc này dù sao đi nữa thần quân cũng phải ra mặt giải thích thằng con em biết anh ở đây anh hãy ra đây đi anh ra đây đi tại sao tại sao anh không muốn ra đây gặp em rốt cuộc là tại sao khốn kiếp chắc chắn là do anh chắc chắn là vì anh tại sao tại sao phải nhắm vào tiểu thư nhà tôi như vậy rốt cuộc tiểu thư đã làm gì sai mà anh lại nhằm vào cô ấy như vậy tôi nhằm vào cô ấy hả chứ còn gì nữa nếu không phải do anh thì tiểu thư tôi đã đạt được tâm nguyện từ lâu rồi chính vì sự tồn tại của anh nên thần quân mới không muốn xuất hiện ở đây cái này chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô mà thôi chủ quan là vậy anh cho tôi biết thần quân ở đâu hiện giờ thần quân đang ở đâu diệp khuynh thành mãi mà cô không chấp nhận tôi là thần quân đúng không chẳng những anh không phải là thần quân mà trong lòng tôi anh chỉ là một kẻ lừa đảo. Là một tên hung thủ là một tiểu nhân vô cùng bỉ ổi. Diệp Khuynh Thành. câm miệng cho tôi vì sao tôi phải ngậm miệng. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai. Là thần quân muốn cưới tôi. Thần quân muốn cho tôi một lễ cưới. Một niềm bình dự. Bây giờ lại sai một kẻ bóng tới đùa diễn tôi. Chẳng lẽ tôi rẻ mạt như vậy à? Cô. Tôi hiểu rồi là anh ngay từ đầu mọi thứ là kế hoạch của anh là anh yêu cầu thần quân lấy danh nghĩa cái bóng của thần quân để cưới tôi để tôi tưởng mình được cưới thần quân còn anh thì lại mượn cơ hội này để cưới tôi một cách quang minh chính đại anh tính toán giỏi thật diệp khuynh thành tới giờ mà cô vẫn cho là tôi tính kế cô à sự thật đã bày ra ngay trước mặt tôi rồi mà anh còn xảo biện anh có biết sao tôi xem thường anh không bởi vì anh chỉ biết dựa vào thủ đoạn thấp hèn này để lừa lấy thứ không thuộc về anh nhưng mà anh yên tâm dù tôi có chết cũng sẽ không lấy hạng người tiểu nhân âm hiểm như anh duyệt khuynh thành đó là vì cô có mắt mà không thấy chân lông cô không lấy thì tôi lấy sao quỷ sao cô không kiêu ngạo sao không phải cô sẽ không kết hôn sao tốt cho cô tôi sẽ cưới bất cứ ai mà Diệp Khuyên Thành không kết hôn tôi đã chuẩn bị hoa và nhẫn tôi cũng mang theo số hộ khẩu Tân Minh nếu anh thích nó chúng ta có thể đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ngay bây giờ tôi không sao đâu nếu anh không thích tôi hãy nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai tôi sẽ đợi cho đến khi tôi thay đổi nó tôi sẽ đề xuất lại Diệp Thanh Thành sẽ không kết hôn tôi sẽ cưới anh cô ta điên rồi con cái thủ tướng đáng kính sao có thể cưới hắn ta tôi không thể nhìn được việc này thật là một cặp cháu tôi chỉ không thể hiểu được vì sao lại là tần minh đầu tiên là diệt thành thành tiếp theo là lưu thế hàn không thể hiểu nổi chuyện gì sao anh ta có thể có nhiều người đẹp cô lưu không thể kết hôn hắn tần minh không có tài đức cô muốn cưới anh ấy cô sẽ hối tiếc mãi mãi sao bố không cưới chị gái Anh vẫn chưa hứa với tôi. Hôm nay em đề nghị với anh muốn cưới. Anh anh chắc chắn sẽ bên em suốt đời. Admin. Chúc mừng anh Tần cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, chúc mừng anh Tần về cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh. Không nó không như thế này. Anh không thể làm điều này với tôi, biết hắn Thành, đám cưới hôm nay là cơ hội cuối cùng anh cho em. Vì em không trân trọng nó từ giờ trở đi anh và em là định mệnh đó là lý do tại sao nó như vậy dừng lại anh dừng lại còn gì nữa không tôi muốn nhìn thấy chúa tôi phải nhìn thấy chúa chúa không muốn gặp em không phải hôm nay không bao giờ lặp lại hãy từ bỏ ý tưởng này không phải thế đâu không không như thế này cô ơi dậy đi cô ơi hãy đưa con bé về tôi sẽ đi đăng ký với thế hàn được thôi nhân tiện cô sẽ tổ chức đám cưới này hãy đặt tên cho tôi là chúa chúa tôi muốn kỷ niệm đám cưới này mãi mãi bố và chị hàn cuối cùng đã kết hôn ông an nhảy con cùng chị gái kim cương luôn về nhà và đợi bố vâng ạ à. Cô ơi xin cô đừng giận nữa. Cơ thể của cô là điều quan trọng nhất lúc này. Nếu điều này tiếp diễn các kinh mạch trong cơ thể cô sụp đổ, tôi sợ dù chúa có đến cũng không thể cứu được ngày đó. Sau khi đến anh ấy không bao giờ lịch sự từ đầu đến cuối. Không an ủi lắm đó là ai? Cô Diệp lâu rồi không gặp. Là anh anh còn định làm gì nữa? Tất nhiên là tôi đang đưa ra những lời khuyên cứu mạng cho cô bạn. Phương pháp cứu mạng của tiểu thư chúng không cần phải được ngài cho miễn phí. Hãy ra ngoài ngay lập tức. Việc cô ấy có cần hay không, không phải là điều bạn có thể xác định được. Cô Diệp trước đây, tôi đã làm cho cô nhận ra danh tính thực sự của Tân Minh. Bây giờ ta có kế hoạch thách ngươi gặp được bản chất thật sự của thần vương. Nó có thể giúp cô đến được với anh ấy. Hãy thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Bảo. Ôi chúa ơi, điều này thật phi thực tế, có phải tôi đang mơ? Tôi thực sự đã bắt cóc nốt sinh gân và đưa anh ta về nhà rồi. Hình như đêm nay có một gã ngốc. Vui quá không ngủ được. Nó không phải là không thể. Nhưng chúng ta phải đưa sau khi đi ngủ trước đã. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể nếm được món ngon của chùa chúng ta? Chúa ơi, di tích của mẹ anh. Đôi một xuất hiện, có tên trong danh sách đầu giá long âm tối nay. Anh nói gì? Chuyện gì vậy? Di vật của mẹ tôi xuất hiện tối nay, khi thầy y Egon gặp phải danh tôi sách. Tôi muốn đi xem tại. Sao nó lại xuất hiện đột ngột phải chăng có âm mưu gì ở đây? Có phải là một âm mưu hay không tôi phải đi xem? Dù sao thì đó cũng là di vật của mẹ. Tôi phải lấy lại nó được rồi tôi sẽ đi cùng anh. Vậy thì đi thôi. Thưa cô, chúng ta thực sự phải làm theo những gì Ly hôn yêu nói. Tôi cảm thấy anh ấy không phải là người tốt. Du anh ấy có phải là người tốt hay không? Tôi phải nhìn thấy Chúa là Thiên Chúa. Miễn là tôi có thể nhìn thấy Chúa là Thiên Chúa, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Cô Diệp thưa cô anh ấy ở đây. Không yêu cô phải cho tôi mượn để vào phải không? Ông cần. Đã lâu không gặp anh có gì tỏ tát đâu mà chỉ nghe. Ông cần quan tâm đến thứ gì đó từ nhà đầu giá này. Tình cờ là tôi cũng quan tâm đến nó. Tôi không biết làm thế nào để đến đó ông cần. Anh trai anh muốn em. Anh trai anh nói đúng cho anh. Ngoài việc nhìn thấy mọi thứ và nghĩ về mọi người là điều này không thoải mái. Nhưng đối với tôi thì khác. Nó làm tôi nhớ đến một số hình ảnh đầy mê hoặc. Ví dụ như khi nhà tần bị tiêu diệt. Mọn lửa bùng lên bầu trời máu ở khắp nơi. Có vẻ như ông cần đã bị đánh vào chỗ đau. Tôi rất xin lỗi. Tôi không có ý định làm vậy. Nhưng ai đã khiến nhà cần của bạn bất tài? Nhưng hắn cũng ra sức cản trở khả năng thăng tiến của Ly. Anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải lúc sau khi lấy được nó. Thù mới hận cô sẽ thanh toán với hắn. Tại sao lần này tiểu trương đang cô đơn lại được động viên? Chào mừng các bạn hãy đến nhà đầu giá Long Âm của chúng tôi. Còn cục đầu giá này thì sao? Tôi nghĩ mọi người đã nghe về nó. Vì thế chúng ta đừng nói nhiều đi thẳng vào trọng tâm. Phép thuật nghìn năm không? Ánh sáng của đá bọt bên bờ sông Binh Gông. Vật phẩm đầu giá của ông Nhuận Hữu Phương lần này thế nào? Không chỉ là loại ngọc quý hiếm và tinh xảo trên thế giới. Từng là người số một ở Trung Châu. Tình yêu trong lòng tình nhân nhà Tần. Lá cờ được pha loãng dưới ngọn cờ Nang gu Giá khởi điểm là 200.000, giá khởi điểm là 200.000. Bí mật cuối cùng đằng sau. Sao dìm chết và trốn các sao diêm vương trong có nhà. Có lẽ nó ở trên mặt dây chuyền ngọc bích này. 500.000 tần minh. Khâu báo này là thứ không thể thiếu cho anh. Tại sao anh không đưa nó cho tôi? Tôi hứa với anh rằng tôi chắc chắn sẽ giữ tốt. Vì nó là di vật của mẹ tôi, tôi sẽ không lo lắng về anh. Một triệu vừa rồi người này đang nói cái gì vậy? đó là những gì mẹ anh ấy để lại chẳng lẽ anh ấy là người của nhà tần năm đó nhà tần bị tàn phá dã man tôi tưởng mọi người đã chết không ngờ lại có một người sống sót cho dù anh ấy có là người tần ra điều này thật quá dũng cảm phải không đó, đó là điều tôi yêu thích ở gia đình lý ở trung châu nhưng không cần thiết hơn nữa khi bạn đến phía sau ngôi nhà của bạn ẩn chứa một điều vô cùng đáng sợ cho dù hôm nay tần minh có bỏ tiền mua mặt dây truyền ngọc tôi sợ sẽ khó tồn tại Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu xin nghỉ phép em, rằng đây sẽ là trận quyết chiến ở ngọn núi tuyết này. Văn Minh ngày nay anh đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Tôi không biết tôi có thể chi bao nhiêu tiền cho anh. Tôi đã nói với anh rằng tôi ly hôn em. Sẽ đặt mua mặt dây chuyển ngọc. Bích này anh có muốn bỏ ra 10 triệu không? Đúng như mong đợi. Do có thậm chí có người có hàng Esther 10 mười ở không? 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 Không, đặt đi anh không lý đã nhân đôi gấp 10 lần. Nhìn lại tòa qua quá khứ của Trịnh Châu. Công lý cũng là một người có quyền lực. Cô! Ly hôn cư xử như thế này. Nếu Tần Minh không thể đặt chỗ, nhưng kế hoạch trước đây của chúng ta, liệu mọi thứ có thể trở nên lãng phí được không? Bây giờ Tần Minh là bóng dáng của thần vương, số tiền hiện có sẽ không bao giờ dưới 50 triệu, nhưng Lý Hàn Uy đã làm điều này, có thể tiêu hết tài sản của Tần Minh. Người nhà họ Lý đúng là quỷ quyệt. Vậy chúng ta có nên nhắc nhở anh ấy không tại sao nhắc nhở? Cảm ơn vì đã dùng cuộc hôn nhân của để hạ nhục tôi trước công chúng. Tốt hơn là tôi nên cảm ơn hắn vì đã đầu độc và dùng vũ lực để lấy Tức nó. Ước gì tôi có thể nghiền nát hắn thành cho phải không? Vì sao Tần Minh không có tiền? Nếu anh không có tiền, tốt hơn là nên rời đi sớm để tránh ngượng ngùng sau này. Vì anh muốn chơi, tôi sẽ cùng anh đi chơi vui vẻ với giá 100 triệu. Tần Minh hắn điên à? Anh có phải là cái bóng của anh ấy và là một kẻ hèn nhát văn minh? Sợ thần vương sẽ trả thù. Điều đó quá táo bạo phải không? Tần Minh không phải ta đánh giá các ngươi. Anh chỉ là người thay thế. 50 triệu cũng là hạn mức anh có thể sử dụng. Anh ấy thực sự sẵn sàng yêu cầu 100 triệu. Anh có nhiều tiền thế không? Ý của anh Lý là Tần Minh không có 50 triệu. Nhìn vào toàn bộ danh dự, điều tồi tệ nhất phải làm là cuộc đầu giá danh Đứng dự. đằng sau là văn đế. Sao ngươi dám làm trò gian ác ở đây? Cho dù anh ấy có là người nhà Tần cũng khó để tiếp tục sống nó có giá trị gì cô không thấy con cái của thủ tướng đang ngồi cạnh anh ấy á à? một con ngựa hạng nhất trang nghiêm để có được một hay hai trăm triệu có khó không tôi hiểu rồi tần minh anh thực sự là một chàng trai để bám lấy cô diệp anh ta không ngần ngại đầu độc cô bây giờ anh ấy được cô lưu ái anh thực sự là một hình mẫu cho thế hệ thứ năm lau nước bọt của anh bà này thích thế làm sao một kẻ xấu xí như anh có thể so sánh được thật sao? Nhưng theo như tôi biết, ngay cả văn phòng thủ tướng, số tiền có thể sử dụng chỉ là 200 triệu. Cho dù có thêm 50 triệu của Tần Minh, anh có thể lấy ra bao nhiêu? Làm sao anh biết được chuyển động tài chính của tôi? Đừng làm phiền cô Lưu. 300 triệu là của tôi. Chẳng phải là anh không thể lấy được tiền sao? Đây là di vật của mẹ anh nếu anh không muốn. Tôi mang nó vào phòng tắm để xua đuổi tà ma đã bao nhiêu lần anh cố tình khiêu khích tôi tính toán là gì nhưng tiền những thứ bên ngoài cơ thể một tỷ một tỷ chàng trai trẻ anh có biết rằng ngay cả tôi cũng không thể lấy ra được một tỷ này không con dám nói lung tung như vậy nếu dám mở miệng mà im lặng thì đó là một tỷ này anh có biết rằng một khi giá được coi ở cuộc đấu giá long âm không? Anh ấy phải trả tiền nhưng chỉ có một tỷ. Võ thuật tay trái tôi thấy miệng anh có thể cực kỳ cứng rắn. Người ban đầu giá tôi muốn yến tư. Nếu đứa trẻ này nếu anh không thể trả được tiền, cũng xin yêu cầu nhà đầu giá long lanh hành động theo quy định. Anh ấy chu toàn ra diệt phong. Dám bước ra tại cuộc đầu giá long âm, chẳng phải nó giống như nhảy múa trên tảng đá địa ngục. Từ xa xưa đến nay, không ai có thể sống sót đúng. Li Hone vừa đề cập đến các quy tắc của cuộc đầu giáo Long Yên. Một khi bạn không thể có đủ tiền chắc chắn sẽ chết. Đúng như mong đợi của Li Em chỉ mấy câu nói. Tần Minh đã nổi giận. Trò chơi trong tính toán anh ấy để anh ta bước vào vực thẳm mà không hề biết. Điều này có nghĩa là thế hệ trẻ như tôi thực sự không có gì sánh bằng. Lý Hồng Vệ Anh có chắc mình phải chơi đúng luật không? Tôi chắc chắn sẽ không có vòng tròn nào không có quy tắc. Nhưng tôi vẫn hy vọng đầu giá long âm đừng nhượng bộ ai đó chỉ vì con người họ tốt như anh mong muốn nhưng nếu ông cần có đủ tiền sau đó tiền sẽ được trừ vào tài khoản của anh đó là điều tự nhiên ông cần vui lòng xuất trình thẻ ngân hàng của ông xem anh có cách nào sao anh đối xử với phụ nữ như thế tôi nghĩ tần minh không phải là người tốt có lẽ cũng giống như trước đây tôi nên cho cô lưu ít thuốc mới có thể giúp cô ấy ông anh không chỉ là một chàng trai đẹp không một kẻ lợi dụng phụ nữ tại sao phải bán tài sản thực sự đã học được rất nhiều đừng nói với anh ta nếu có người phụ nữ nào sẵn lòng làm điều này với tôi tôi sẽ không nhận nó có gì không tốt lợi dụng người khác để ăn bám đúng là không biết xấu hổ tân minh nếu ngươi không kiếm được tiền anh có thể quỳ xuống xin tôi thiếu gia này sẵn sàng trả một tỷ nhân dân tệ cứu anh khỏi cuộc khủng hoảng này. Vâng anh Tần đừng nghe anh ta. Tôi chắc chắn có thể giúp anh có được một tỷ không cần. Chỉ có một tỷ thôi. Em không cần phải bán tài sản của mình để giúp tôi. Anh đã nói rất nhiều, dù thế nào đi nữa hãy đến và lấy tiền ra tôi sợ. Tôi đã làm tất cả các bạn bày vọng. Hãy kiểm tra giúp tôi và cho anh ấy biết tôi có bao nhiêu tiền. Thế đen tối cao này là gì? Sao có thể như thế được kết quả giám định đã có? Chuẩn bị chặn đầu giám. Thực sự vô dụng. Chuẩn bị cứu người. Rồi cái ác sẽ bị trả giá tôi phải để anh ấy chỉ cho tôi. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Ông cần tôi không biết Thái Sơn. Hãy tha thứ cho tôi. Ý cô là sao? Cô định phá loạt trước mặt nhiều người như vậy à? Ông Lý tôi biết ông được nhiều người biết đến. Nhưng nhìn toàn bộ Trung Châu, không ai dám coi thường ông cần. Cô nói gì ông cần sử dụng các thẻ đen tối cao? Hàng nghìn tỷ vốn có thể được huy động theo ý muốn. Làm sao anh một lý do nhỏ bé có thể sánh ngang với ông ấy? Người đầu cắt lưỡi anh ta. Ai dám? Cô muốn làm gì? Tôi nói với cô rằng tôi đằng sau là toàn bộ Lý Gia. Cô có dám chạm vào tôi không? Nhà họ Lý sẽ không để cô đi thật là giọng rượu lớn. Một lý giá nhỏ bé muốn chồng đối thần quân. Lý do muốn tạo phản sao? Cô nói sao? Tôi thực sự đã đánh giá thấp anh, nhưng sớm thôi tôi sẽ cho anh thấy thực lực của tôi. Hãy xem nào tại sao anh lại rời đi. Anh có đủ khả năng để ở lại và tiếp tục kiêu ngạo muốn bỏ đi sao? Chỉ là một chú hề. Tôi sẽ dọn dẹp nó hắn không chỉ chọc tức anh, thứ ngu ngốc thứ chết tiệt dám xúc phạm anh miệng là của anh ta sao anh có thể cấm anh ta nói đừng lo lắng đợi thanh loan có tin tức đi tôi sẽ không buông thả bất kỳ thành viên nào trong gia đình lý của anh gần đây là dây chuyền của anh cảm ơn dương dương bố chị hàn cuối cùng hai người đã về dương dương con có nhờ bố không con có bố anh con đã nấu những món ăn ngon thật thế sao nhưng không con chỉ làm một chút thôi hãy đến và thử nó đi thôi chúng ta ăn thôi tôi nghe nói dương dương đã nấu nó chúng ta phải thử nó tuyệt vời tao mời vào cô diệp lâu rồi không gặp có vẻ như tôi vẫn chưa yêu cầu anh làm điều đó phải không tại sao cô diệp lại thờ ơ như vậy đừng quên tôi ở đây chỉ để giúp cô hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì ngày mai tần minh sẽ đến xin thuốc cho cô tôi cần cô đưa loại thảo dược này cho anh ấy anh muốn đầu độc anh ta tôi khuyên anh nên chấp nhận kỹ năng y tế tuyệt vời của tần minh chất độc thông thường có lẽ là không là gì cô diệp đang nói đua tại sao tô lý hồng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để giết người loại thảo mộc này không độc hại và vô hại nó có thể cứu được mẹ tần minh và tôi đã loan tin rằng cô có thảo dược anh có thể rất tử tế có vẻ như cô diệp đã hiểu lầm tôi chuyện này là bí mật chỉ có tôi và cô đó chỉ là giao dịch cần minh muốn xin thuốc cô coi điều này là xấu xa hãy cầu xin thần vương gặp cô Tần Minh sẽ không bao giờ từ chối. Bằng cách này thỏa thuận giữa cô và tôi được ký kết. Mỗi người là những gì mình cần. Anh rất thông minh. Tần Minh nhất định sẽ tờ lấy loại cỏ này. Đó không phải là điều mà cô phải lo. Nếu anh ấy không đến, đương nhiên tôi Lý Hồng sẽ đến gặp cô lần nữa. Tất nhiên nếu anh ấy đến, cũng xin nhờ cô Diệp giữ bí mật này cho tôi. được rồi cô tôi cảm thấy lý hồng giống như một con rắn độc cho tôi cảm giác rùng rợn tôi cũng nhận thấy điều đó nhưng dẫu sao thì tôi phải gặp anh ấy thần vương Cô đã tìm ra nó chưa? 90% dược liệu đã được, bây tìm. giờ chỉ còn lại cỏ máu rồng cuối cùng. Dược liệu này cực kỳ quý hiếm. Theo điều tra của tôi, toàn bộ Trung Châu, hiện tại trong tay chỉ có Diệp Thanh Thành có dược liệu Bích Thanh Thành. Vâng. Lúc đầu cô ấy bị đầu độc, gia đình Diệp đã rất vất vả để tìm ra loại thuốc này, chỉ để giải độc cho cô ta. Nhưng cuối cùng thì điều đó tùy thuộc, cuối cùng dược liệu này đã không được sử dụng. Thế thì đi tìm thuốc đi. Tôi đã ở đó rồi nhưng Diệp Thanh Thành yêu cầu ngài tới đó. cứ đi đi em sẽ chăm sóc dương dương và mẹ anh em hãy ở đây nhé em là người biết gì đúng hay sai mà anh hãy đi 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 thôi tôi đã đến rồi hãy nói với cô chủ nhân chúng đang nghỉ ngơi cô ấy chưa có thời gian gặp anh vừa nãy cô ấy còn đang đọc sách giờ đã ngủ rồi sao cô đang đùa tôi à vậy thì sao nếu anh không muốn gặp thì anh có thể quay về chủ nhân tôi không bao giờ chèn ép người khác Thuốc đây thần minh em đã sắc nó. Mẹ. Tần Minh mẹ con đây con trai bất hiếu. Con đã để mẹ khổ bao ngày qua Tần Minh? mẹ ơi để con giới thiệu với mẹ nhé đây là dương dương là cháu gái của mẹ bà ngoại dương dương tốt của bà tốt rồi cô gái này là con dâu của mẹ chào mẹ ai đây đây là thành loan đồng nghiệp của con tân minh con không được có lỗi với thành loan duy ông cần và con không có quan hệ gì đâu mẹ mẹ vừa nói gì thế tốt đấy tân minh mẹ đã khiến con chịu khổ suốt nhiều năm mẹ con trai tôi không không khổ đâu chính con đã làm mẹ khổ rất nhiều năm con trai sẽ không để mẹ chịu khổ Con hãy nói với mọi người ra ngoài. Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con. Vâng, Dương Dương, con chưa làm bài tập về nhà. gì đưa con đi làm bài tập nhé. Đưa con đi với gì? Đỡ mẹ dậy nào. Mẹ đứng dậy chậm thôi, chậm lại, chậm lại. Ngày mai hãy đưa mọi người rời thế giới càng nhanh càng tốt. Càng sớm càng tốt. Mẹ ơi sao con không hiểu ý mẹ? Nhà Lý dựa vào ao quỷ rồng. Thế lực này cực kỳ quỷ quyệt và xảo quyệt. Mẹ có thể chắc chắn họ để mẹ trốn thoát. Mục đích tiếp cận con. Dẫn tới kho báu bí mật huyền thoại của Diêm Vương. Kho báu của Diêm Vương đúng rồi. Hồi đó tuần ra, chúng ta nắm giữ bí mật kho báu của Diêm Vương. Đó là lý do hội quỷ rồng tiêu diệt chúng ta. Cuối cùng chúng ta chỉ còn một vài người sống sót. Cho đến ngày nay, hội quỷ rồng luôn tìm kiếm kho báu Diêm Vương. Trên đảo bí mật cuối cùng là ở chỗ con. Mẹ ơi sao càng nghe con cảm thấy bồi rối. Con có nhớ con bị đầu độc 5 năm trước. Mẹ ơi sao mẹ biết con bị đầu độc 5 năm trước. Đó là do chính mẹ đầu độc. Mẹ nói sao? khâu báo cuối cùng trong trái tim của sao diêm vương đó là một viên thuốc thuốc tiên chứa một lượng lớn chất kích thích nó có thể làm cho người chết đi không chỉ có vậy đi vào cơ thể con người người đầu tiên nói tiếp xúc cũng có thể bị nhiễm thuốc điều đó có nghĩa là khi đó đích thân thành đầy vẻ tội lỗi nhưng nó thực sự tần minh con phải trốn ngay đi nếu nó rơi vào tay những người đó chúng sẽ làm gì với con mẹ đừng lo lắng bây giờ con không sợ bất cứ điều gì. Chúa thể diệt thanh thành đến đây đã xác định được thần vương không có ở thành phố. Tần Minh Tần Minh Anh là cái bóng của thần vương. Chỉ cần thần vương không có ở đây tôi sẽ có thể ra tay. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng. Hãy đi và triệu hồi 18 sát thủ hội quỷ rồng. Lâm trí. Ba môn thể xác tần minh Chỉ cần lấy mảnh ghét cuối cùng này, toàn bộ báu vật sẽ là của ta. Đến lúc đó Lâm Gia sẽ là gia tộc số một thế giới. Hội quỷ rồng sẽ bất khả chiến bại. Chuẩn bị sẵn sàng thôi. Máy sắp chết rồi. Hầm chú ẩn của Lý Gia đã được tìm thấy. Nó nằm ở ngoại ông thành phố. Hãy bí mật chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Không tin thay. Sự thật bất ngờ chắc chắn có gian lận trong việc này. Vậy thì sao đề xuất của cấp dưới? Triệu hồi ngay hàng triệu cao thủ từ cung điện thần vương. Sang phản hội quỷ rồng thuộc hạ của chúa đền báo cáo. Khi tôi đang điều tra nơi bà trốn thoát vừa rồi. Lý Hồng đã tìm thấy tôi và đưa cho tôi thứ gì đó. Đứng dậy vâng. Đây chiếc nhẫn của Tần Gia Vâng anh ấy đã nói với tôi, hãy để anh đến Marketing Villa vào trưa ngày mai, tham gia bữa tiệc rồng do gia đình Lý tổ chức. Giới không biết đây là cuộc sống của vợ chồng tôi hồi đó, chỉ có Tộc trưởng mới có tư cách trả bằng mạng sống của mình. Anh ấy muốn nói với tôi nếu tôi không tham gia. Anh ta sẽ nhổ tận gốc những người tôi đã sinh ra, không để ai bị bỏ lại phía sau. Anh ta đang đe dọa thuộc hạ sẽ san bằng hội dòng quỷ. Không nhất thiết làm thế tôi tự mình xử lý việc nhà. Nhưng không cần phải nói thêm tôi có cách riêng của tôi vâng. Tân Minh em sẽ không đi cùng anh, anh phải cẩn thận. Đừng bị người khác bắt nạt đừng lo lắng kẻ thù chính lần này không phải là anh ta em biết người phụ nữ đến đó chắc chắn sẽ đến đó anh phải tự bảo vệ mình dù thế nào đi chăng nữa con ở nhà đừng lo lắng em sẽ ở đây em sẽ chăm sóc cho dương dương hãy chăm sóc bé hộ anh nhé vâng bố ơi con cũng muốn ra ngoài chơi con gái ngoan con gái bố có việc đến nơi rất nguy hiểm để chống lại kẻ xấu bố không thể mang con đi cùng phải nhưng bố có một nhiệm vụ cho con con có thể được thực hiện sau đó con phải chăm sóc bản thân chị gái và ba của con ở nhà được không đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ con cái giỏi lắm ôi anh phải đi đây đừng lo lắng tạm biệt dương dương tạm biệt Lý Hong đã tổ chức bữa tiệc rồng này một cách hoành tráng. Anh ta đang dự định gì? Hối lộ tất cả những người có quyền lực ở Trung Châu. Thật là một động thái hào phóng ai biết. Gia đình Lý đã gặp người này cách đây năm nay. Cho đến ngày nay, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy. Một cách hoành tráng và kiêu ngạo. Tôi không biết anh ấy đang có kế hoạch gì. Cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay, bạn có thể tham gia bữa tiệc rồng của gia đình Lý của tôi. tôi nghĩ mọi người cũng tò mò tại sao nhà họ lý của tôi lại đột nhiên huy động nhiều quân như vậy các vấn đề thời sự nổi bật lý do thực ra rất đơn giản nói sự thật gia đình lý của tôi đã ẩn náu trong thế giới nhiều năm chúng tôi cần phải xuất hiện trở lại bây giờ tôi chỉ muốn tìm hai người người phát ngôn có thể bước đi khắp vị gia đình lý của tôi lý do thực sự muốn tìm người phát ngôn tôi đã nghe Ly hong này có liên quan đến làng Yên Long huyền thoại. Nếu bạn trở thành người phát ngôn của Ly Yêu, điều đó không có nghĩa là trở thành người phát ngôn của A Long Gưa Lang. Yên Long là thế lực mạnh thứ hai trên thế giới. Người ta nói sức mạnh đằng sau đó chỉ kém hơn thần vương cung một chút mà thôi. Nếu nó có thể được tái sử dụng, đó chẳng phải là một bước lên trời sao. Anh không có cơ hội đến thiên đường chỉ trong một bước. Đây không phải là tần minh sao. Làm thế nào anh ta có thể xuất hiện ở đây? Và sao anh ta dám chế nhạo ly hôn y như thế này? anh ấy đến từ hồ rồng quỷ anh ta không sợ bị giết ngay tại chỗ sao ai biết có lẽ anh ấy có một số tài năng tần minh còn dám đến sao anh ta nhiều lần lừa dối và làm nhục cô chủ tôi sao người dám đến trước mặt chúng ta anh có thực sự nghĩ rằng gia đình diệp chúng tôi yêu đuối tôi đi theo các cô sao không phải sao mọi người tụ tập tại bữa tiệc của rồng này không có ngoại lệ họ đều là những cường giả hàng đầu ở trong châu đồ rác rưởi anh có tài năng gì xuất hiện tại một bữa tiệc tầm cỡ này Hãy nói cho tôi biết ai gọi cho tôi. Có chuyện gì thế cô Bảnh Vũ? Ông cần được tôi mời. Cô có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy được không? Thực sự coi trọng bản thân mình. Thằng hề cô cái gì cô một cô hầu gái nhỏ. Sao cô dám thô lỗ với ông cần như vậy? Tin hay không thì tùy tôi sẽ xé miệng cô ra ngay bây giờ. Cô Thanh Loan, tại sao cô lại nói vậy? Bây giờ chúng ta đang ở đây chúng ta là một gia đình. Chưa kể tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn với anh. Khi nhà Tần gặp khó khăn đã để lại một kho báu. Và tôi tôi hy vọng, anh cần có thể giao bảo vật này cho nhà họ để bảo quản an toàn. Đừng lo lắng ông Tần, nghĩa là anh đồng ý nơi mà anh Tần sẽ ở trong tương lai. Gia đình Lý chúng tôi chu cấp đầy đủ. Vậy thì nếu tôi từ chối? Nếu anh từ chối tôi em rằng anh không đủ trình độ. Tôi em rằng anh không đủ khả năng. Anh nghĩ ký anh là gì tôi đã đến bữa tiệc của anh sao anh lại cho nhiều quân đến đây anh muốn ép buộc chúng tôi sao tập trung mọi người ở đây có phải lý do muốn tiêu diệt chúng ta chúng tôi cần anh giải thích nếu không chúng tôi khiến lý ra trả giá khiến nhà họ lý phải trả giá đúng thế mọi người các người coi thường lý ra sao các người nghĩ mình là ai lý ra ta trong hội long quỷ Điện ảnh và truyền hình nhiều năm nay Ly Sơ Ta luôn là số 1. Các người định nổi loạn sao? Cô Diệu cô nói gì thế? Lý Hồng tôi chưa bao giờ nổi loạn. Tôi chỉ muốn thành phố này. Thay đổi tên không phải là nổi loạn sao? Các người dựa vào đám lính này sao? Khiến chúng ta đầu hàng sao Ly Sơ Ta luôn muốn đứng số 1. chính vì thế chúng ta luôn có một trò nói với các người hội rồng quỷ giờ mới xuất hiện trở lại người đâu một là quỳ xuống đầu hàng lý ra hai là chết tại đây chết tiệt không gọi được điện thoại hắn ta đã ngắt tín hiệu khu vực này sao hắn ta có thể làm việc này được bình tĩnh lại chúng ta cần tìm cách tôi không muốn chết ở đây ta luôn thắc mắc trong quân đội luôn có gián điệp hóa ra anh ta đang lên kế hoạch nổi loạn tần minh ngươi nhận ra thì quá muộn rồi hắn đang nói gì thế dù sao thần vương cũng không có ở đây ta đã mất nhiều công sức tìm hiểu đến giờ mới dám thực hiện kế hoạch này tôi đã hiểu rồi Chẳng trách ngươi yêu cầu ta gặp đi gặp lại thần vương. Ngươi chỉ muốn xác nhận thần vương có ở đây hay không? Chỉ cần thần vương không ở đây, lý ra người mới có thể tạo phản. Ngươi dám âm mưu tạo phản sao? Ta muốn tạo phản thì sao? Có thể nói rằng, chủ nhân cô chỉ là thần chiến tranh trên danh nghĩa. Chiến lược và tính cách như vậy. Đối với lý do mà nói như kiến, cô quá là ngốc chỉ được vẻ ngoài xinh xắn cho dù thế không có gì đặc sắc nếu em có thể quý trước mặt anh mỗi ngày phục tùng tôi như ông chủ anh có thể coi em như một món đồ chơi ở lại với tôi chắc chắn cô có thể từ chối tôi nhưng tôi cũng có thể nói với cô từ nay về sau siêu xa không tồn tại thành phố này Người đi chết đi. Người đi chết đi. Đồ xúc vật vô ơn ta cho cô một cơ hội. Đừng vô ơn ta đã tính toán mọi thứ. Biết trước những gì ngươi làm tần minh. Ngươi chỉ là thế thân thần vương. Ngươi vẫn đứng đây mạnh miệng sao? Để tôi nghĩ kẻ nói chuyện ngông cuồng cuối cùng với ta là ai? Chính xác. Chủ nhân tần gia. Đúng ông ta là bố ngươi. Khi ta hủy hoại tần gia ông ta đã quỳ dưới chân ta. Ông ta đã cầu xin ta hãy tha cho tần gia các người. Biết ta đã làm gì không? Ta đứng trước mặt ông ấy xóa sổ 76 thành viên tần gia. Đi chết đi! Ngươi đang tức giận sao tân minh để ta nói cho ngươi sự thật mọi thứ ngươi trải qua. Đạo diễn là ta. Ngươi giống như con chuột bạch. Là vật thí nghiệm của ta. Nếu không phải vì thần vương, ngươi đã chết từ lâu rồi đến rác rưởi như ngươi. Chỉ đáng là trò tiêu khiển của ta. Ngươi không sợ ta là thần vương thật sự sao? Tân binh đến nước này ngươi còn mạnh miệng sao? Thần vương là người trên tỷ người. Tần Minh kẻ duy nhất còn lại tần ra một kẻ bất tài vô dụng. Lại cho mình là thần vương thật buồn cười. Người muốn chết sao? Cần Minh ngươi sai rồi ngươi mới là người muốn chết. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh chọn đầu hàng hay chết? Chúng ta mắc kẹt ở đây không liên lạc bên ngoài. Lý gia đã lên kế hoạch từ lâu làm sao thoát khỏi đây. Chúng ta không đầu hàng hắn. Sợ rằng giống Tần gia 5 năm trước. Chết hay sống không biết được đúng thế. Lý gia đã chuẩn bị từ lâu hắn đã đợi đến ngày hôm nay, hắn đợi ngày này để làm phản, chúng ta không thể dựa vào ai được, nếu không đầu hàng Lý gia, Lý gia sẽ giết hết chúng ta không thể quay đầu nữa rồi. Phải theo hắn thôi, phải thuận theo Lý gia. Tôi sẵn sàng đầu hàng, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Chúng tôi sẵn sàng theo Lý gia. Đó là vinh dự của tôi, tất cả chúng tôi ở đây. Đầu hàng họ Lý Ư không bao giờ theo kẻ phản loạn. Đến chết không theo có vẻ vẫn còn kẻ không sợ chết. Còn ai không đầu hàng? Cần Minh dù người có y thuật cao siêu, cũng chỉ là kẻ mồ côi của tần gia. Chỉ cần ngươi đưa ta bí mật chỉ chỗ kho báu cho ta. Ta có thể tha mạng cho ngươi, để ngươi sống nốt quãng đời còn lại. Nếu không người sẽ biến mất khỏi đây. Tôi em rằng anh không có khả năng. Tướng Thanh Loan Vị tướng đầu tiên dưới quyền Thánh Vương cũng là một chiến binh. Sức mạnh khủng khiếp, dù cô chỉ là nữ nhi nhưng cô có sức mạnh mà khối đàn ông phải nể phục. Anh biết tôi anh nên hiểu. Nếu tôi hành động, anh sẽ không có cơ hội sống sót từ lúc cô vào Trung Châu. Tôi đã lên kế hoạch để đối phó với cô. Tôi đặc biệt tìm thấy một chiến binh mạnh mẽ. Đây là đây không phải sát thủ số một của hội quỷ rồng sao. Tôi không ngờ anh ấy cũng ở đây. Lần này tần Minh chết chắc rồi. Đây là cao thủ số một. Chỉ sợ cô Thanh Loan đừng lãng phí quá nhiều thời gian vâng. Tân Minh diệt thanh thành. Người trợ giúp cuối cùng ngươi sẽ bị ta đánh bại hãy quỳ xuống. Đó là cách duy nhất để người có thể sống. Đừng mơ rượu mới không uống. Các người lại muốn uống rượu phạt. Đừng trách ta tàn nhẫn. Tôi luôn tò mò anh lấy sự tự tin ở đâu. Hãy nhìn lại mình đi. Anh đã đầu độc tôi yên tâm anh không chết đâu. Đau quá tôi muốn anh nếm đau đớn của mẹ tôi. và nỗi đau của tần gia. Tần Minh Tần Minh anh dám đầu độc tôi. Anh biết anh động vào ai không? Xúc phạm hội quỷ rồng sẽ có kết cục thế nào? Hãy đưa thuốc giải cho tôi. Nếu không người thân của anh sẽ không còn ai. Tôi sẽ giết hết chúng. Đe dọa tôi sao vậy thì sao? Tôi nói anh biết tôi là thiếu chủ của hội rồng quỷ. Nếu anh dám chạm vào tôi anh sẽ là kẻ thù của hội dòng quỷ. Anh sẽ bị truy sát đến cùng. Ngay cả ngươi và hội dòng quỷ sẽ làm gì được ta? Các ngươi đã đề cao chính mình. Tần Minh đừng bốc đồng. Hãy để anh ta đi và chúng ta rời khỏi đây. Đúng vậy Tần Minh đại đại cuộc lên đầu. Đừng lo lắng miễn là có tôi ở đây. Hắn sẽ không làm hại được ai. Anh nghĩ mình có sức mạnh thống trị thế giới sao? Anh nghĩ mình là ai? Hãy nếm cảm giác đau đớn này, anh muốn hành hạ tôi sao chắc chắn? Dừng lại. Tên khốn này đã giết toàn bộ gia tộc tôi. Cú đấm này là dành cho mẹ tôi. Ngạo mạn ngạo mạn. Ngày hôm nay ngươi phải trả giá dừng tay lại. dừng tay lại con trai con trai yên tâm hẳn đã chết phần minh sao người dám giết con trai ta tân già chắc chắn bị tiêu diệt Sức mạnh kinh người ông ta là cảnh giới thần du huyền cảnh. Thần du huyền cảnh. Như vậy tần minh sẽ chết sao? Sao cô lại quan tâm đến anh ta bây giờ lý anh đang tức giận? Chúng ta còn không lo giữ mạng. Hôm nay chúng ta liệu có rời khỏi đây? Chàng trai này gây họa rồi. Đúng thế tôi đã mất nhiều công sức mới có ngày hôm nay. Tôi không muốn chết. Ông Lý thay mặt ngô ra chúng tôi sẵn sàng quy hàng. Xin hãy cho ngô ra con đường sống. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ ngài chúng tôi cũng sẵn lòng chúng tôi cũng sẵn lòng in hết cho ta con trai của ta bố nhất định sẽ trả thù cho con tân minh người biết mình sẽ chết như nào chưa ông nghĩ mình là ai câu nói đó nên dành cho ông ông muốn chết thế nào xuống làm bạn với diêm vương đi giết hắn cho ta vâng thưa chủ nhân muốn làm bạn sao người không đủ khả năng tôi khuyên ông hãy lo làm ăn đi Tên khốn này đã giết con trai tôi. Tôi phải xé hắn thành từng mảnh, tôi chỉ sợ anh không có khả năng đó. Ta xem các người ở đây ai muốn chết. Sau ngày hôm nay kẻ nào tạo phản giết không tha. Long Vương hôm nay là ngày lý gia của ta trổ dậy. Thần Vương không có ở đây. Đừng nói chỉ một Long Vương tất cả những kẻ ở đây. Không ai có thể ngăn nổi lý gia của ta. Ai nói ông thần vương không ở đây? Trước khi đến đây lý Gia ta đã tìm hiểu kỹ. Dù sao thần vương có đến hắn có thể làm gì ta? 18 đại cao thủ của Lý Gia ta đang chờ sẵn. Hắn có đến đây ta sẽ chống mắt lên xem. Mông cuồng không tự lượng sức. Người mới là kẻ không biết lượng sức mình. Vì sao ta đã chờ ngày này rất lâu rồi? Con trai ta đã chết ở đây. Ta còn sợ gì sao trời không sợ đất càng không? Ngươi đang coi thường mạng sống lý ra sao nếu không muốn chết. Quỳ xuống và cầu xin sự thương xót, ta có thể cho người chết toàn thây. Nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn. Muốn giết ta sao được? Vậy thì hãy chiến đấu. Địt mẹ. Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì với ta? Cô chủ cô ổn chứ hãy bảo vệ cho Tân Minh. Chỉ cần bảo vệ anh ấy chúng ta có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà Tân Minh là kẻ bất tài. Bảo vệ anh ta sao có thể chiến thắng. Anh ấy không có võ công. Những y thuật cao siêu. Chỉ cần bảo vệ anh ấy hội rồng quỷ này sẽ tan rã. Ta đã đánh giá thấp người. Người nghĩ rằng có thể hạ độc ta sao? Người đâu sông lên? Người đâu sông lên thuộc hạ tuần lệnh? thuận minh một mình ngươi sẽ làm được gì người nghĩ hạ độc ta sẽ xong sao hãy tận hưởng nó ông lý mang người lên đây dương dương ta xem ngươi có tài năng gì nếu không muốn chúng chết hãy quỳ xuống đâu hằng thả họ ra thả chúng sao thưa chủ nhân tôi sẽ lấy mạng của tần minh Cậu bé chưa trải sự đời sao. Chúng ta sẽ cho người sống nốt hôm nay. Hãy hít thở nhưng hơi thở cuối cùng không còn. Họ tên ở thành phố này chỉ là một con kiến. Chỉ biết sổ sung thôi sao. Người chết đi. Tân Minh người đọc chuyện quá. 180 phút sau triệu hồi kiến nuôi ao tường à. Anh có biết họ là chúa quỷ không? Ngay cả tôi còn phải nể họ vài phần anh chỉ biết y thuật. Sao anh có thể đánh lại chúng cô chủ? Tôi đã hết sức bảo vệ anh. Anh nhìn lại mình xem. Anh có xứng đáng với cô ấy hết rồi hết thật rồi. Chúa quỷ đã nổi giận. Máu chảy thành sông thành phố của chúng ta sẽ nhuộm đầy máu. Xin hãy tha mạng. Xin người tha mạng hãy cho chúng tôi cơ hội sống. Các người sợ gì? Đâu hàng hôm nay một ngày nào đó sẽ bị trừng phạt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh ấy là thần vương sao mình đã phạm sai lầm? Sao lại thế? Anh ta là thần vương sao tôi không biết hoang đường? Hãy chết giới kiếm của ta. Đúng là thiên kiếm huyền thoại nhất xác tất xác. Đây chính là thần vương anh ấy là thần vương. Chúng ta sống rồi. Thần vương xin người diệt lý ra. Cho chúng tôi con đường sống giết lý anh. Cho chúng tôi con đường sống. Giết lý anh cho chúng tôi con đường sống anh ấy là thần vương. Hấp dẫn. Thiên kiếm này có nguồn năng lượng vô hạn. Người đã sử dụng đó mua kiếm có thể giết chúa quỷ. Nhưng bây giờ thiên kiếm trong tay người không còn gì. Chuyện này là sao thưa ngài? Thanh kiếm này có khả năng đặc biệt. Nó có thể lưu trữ năng lượng chủ nhân. Người cầm nó có thể phát huy hết sức mạnh đó. Thần vương là người đã sử dụng nó chỉ cần ngày mồng một tháng mười sức mạnh của ngài có thể giết chúa quỷ vì thế có thể nói Tân minh đã sử dụng sức mạnh thần vương tích tụ trong kiếm đúng là như thế ta nói có đúng không chỉ có thần vương mới có sức mạnh hủy diệt thân mình chỉ là kẻ thế thâm chúng ta không sợ hắn nữa rồi người sẽ phải chết ở đây trận chiến này cũng có vẻ cân bằng Long vương ngươi và ta đều mạnh mẽ như nhau, nhưng ta có 18 đại cao thủ đang tới đây. Nếu ngươi muốn chống lại ta, ngươi sẽ chết tin hay không? thử mới biết được. Tôi sợ quá cơ chủ nhân nói rất đúng. Tân Minh mượn sức của người khác. Hắn liệu còn có sức mạnh đó nữa không? Sức mạnh ta phải đi mượn sao? Muốn biết thì hãy xông lên, những gì ông ta nói có đúng không? Tôi đã nghe nói về những bí mật này, tôi chỉ không ngờ hôm nay lại gặp được Tần Minh. Người thế thân ý cô là Tần Minh không phải thần vương, chắc là không. Nếu anh ấy là một vị thần, Long Vương không thể đứng dậy vào lúc này nếu tôi đoán đúng. Long Vương phải biết thiên kiếm này chỉ dùng được một lần. Ông ấy sẽ là người chiến đấu tôi hiểu rồi. Chúng ta phải đợi tình hình thế nào? Tôi có linh tính. Hôm nay thần vương sẽ xuất hiện. Long vương hôm nay ta muốn giết ai ông không thể cản nổi. Đợi tôi giết hắn ta. Ta sẽ giết thành viên còn lại của Tần Giang. Cho các người đoàn tụ dưới địa ngục hãy xuống gặp diêm vương đi thật là tội lỗi tôi sợ rằng ông không có khả năng đó một tên thế thân mà mạnh miệng sao phải thần vương chính là ta chúa tể các vị thần hội dương quý hôm nay sẽ bị san phẳng lệnh bài thiên vương kêu gọi anh hùng san bằng hội rồng quỷ đã có chuyện gì xảy ra thế đây chính là cơn thịnh nộ của thần vương ý ngươi là sao? Người ta nói rằng khi trời đất dung chuyển. Khi đó thần vương và thiên kiếm hợp nhất. Lệnh triệu hồi anh hùng, tiếng chuông vang ngàn dặm, tượng trưng cho cơn thịnh nộ của thần vương. 108 vị thần sẽ tập hợp. Chiến đấu đến chết. Vậy thì sau 18 sát thủ của hội quỷ rồng là đa cảnh giới, tiêu diêu thiên cảnh. Chúng ta có các cao thủ. Toàn bộ thần chiến tranh sẽ tập hợp tại đây. Không dưới 100.000 vị thần. Bang chủ không xong rồi. Lại gì nữa thế? Cái này. Chính ngôi trung vang trời sắp sập. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngươi nói cái quái gì vậy? Chí ngôi trung vang thần Phật phẫn nộ mời đại cường giả. Sức thần vương tiêu diệt kẻ thù trên toàn thế giới. Không thể được tuyệt đối, không thể được thần minh không bằng. Con kiến hắn ta có thể là ai? Một tên thế thân thần vương. Không có quyền như vậy ai nói ta chỉ là thế thân. Ngươi! Ngươi ngươi là chúa tể các vị thần. Dù ngươi có là thần người cũng không cản nổi ta. Bang chủ 18 sát thủ chúng ta đang ở bên ngoài. Trận chiến sắp nổ ra. Tốt. Ngươi là thần thì sao ta sợ ngươi cũng bất lực thôi. Ta nói ngươi biết 18 sát thủ đó đều là tư duy phong cảnh. Họ sát cánh bên nhau dù ngươi có là thần, ta vẫn có thể giết ngươi. Lý Anh Cút Tổng Giang Tổng binh đô đầu lĩnh bái lạy Thần Vương, lưu tưởng nghĩa Tổng binh đô đầu lĩnh bái lạy Thần Vương, vô dụng quân sư bái lạy Thần Vương, tôi sẵn sàng chiến đấu vì chúa. Làm sao có thể sao họ đến nhanh thế? Đội quân 300.000 của ta, 300.000 quân thì làm gì ông đùa sao? Cung Thần Vương của chúng ta đã quy tụ hàng triệu cao thủ từ nam đi, đội quân 300.000 của ông có thể bị phá hủy dễ dàng, giữa chúng ta có nhiều người không? Thần Vương đã thống nhất toàn bộ phương Bắc, hàng triệu đại cao thủ đã ở đây xin chúa ra lệnh người muốn làm phản sao lý anh ngươi còn dám làm phản không không đội quân triệu người thì sao ngươi chỉ là kẻ tủi thân sao có sức mạnh như thể lý anh ngươi sai rồi ông toàn là thiên hạ đệ nhất nhân người đã đặt kim cương toàn cảnh đặt cảnh giới này người như kim cương và vô địch thiên hạ một bang chủ nhỏ bé như ngươi ta không phục ta không phục Người chết đi. Ta xem ngươi còn cách nào. Tân Bình giết ta đi. Ta không để người chết dễ thế đâu. Người đã giết tần gia của ta. Thù mới hận cũ mọi chuyện sẽ giải quyết. Các tướng đều nghe lệnh san bằng hội rồng quỷ. tần minh tần minh xin hãy cứu cô ấy cô ấy vì dương dương mà thương nặng thế này cầu xin anh cứu cô ấy xương khớp cô ấy đã gãy trong người lại có độc tố không thể cứu nữa rồi không vẫn phải có cách chứ cô ấy còn chưa là vợ thần vương cô ấy không thể chết cô ấy không thể chết cô chủ thanh thanh em rất hối hận nếu em tin tưởng anh mọi chuyện đã khác đúng không hãy tha lỗi cho anh anh không đủ khả năng cứu em Thần vương Mẹ Mẹ hãy chăm sóc xương dương thật tốt cho tôi nhé. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm. Kiếp sau. Mẹ sẽ bù đắp cho con được. Anh hứa em có thể yên tâm. Nếu có kiếp sau anh sẽ lấy em trước